Tập 2. Anh thử dở ra trước xem. Năm nào lợi nhuận của chúng tôi chẳng hơn 100 triệu. Phải. Sổ sách này cô đã đưa họ xem bao giờ chưa? Nào dám. Mấy người lần trước đến cũng chẳng biết là ai. Tôi mà mang ra có mà xé toạc của tôi à? Bây giờ còn có nhiều người mua dầu thế cơ à? Đấy là do dầu của chúng tôi chất lượng, dầu của chúng tôi tinh khiết. Bí thư Lữ, anh đi hỏi thử hàng xóm xem. Chúng tôi cũng không tham, nhiều hơn chúng tôi cũng không lấy. Đền bù theo tiêu chuẩn là chính sách. Chúng tôi chỉ yêu cầu đền bù theo tiêu chuẩn lợi nhuận thực tế. Đúng. Nguyên liệu nhập ở đâu đây? Thu gom từ hộ nông. Lợi nhuận ổn định quá. Giá nhập lạc mỗi năm đều không biến động. Ừ. Năm ngoái có hạn hán, năm trước thì lũ lụt. Đúng. Giá lạc biến động cũng khá lớn. Nhưng giá dầu của các anh thì rất ổn định. Sao vậy? Ngại không tăng giá với hàng xóm à? Hay là nguyên liệu của mấy người có vật liệu thay thế gì? Kiểu như dầu mè hay dầu hạt cải? Huyện Quang Minh mình hình như không có dầu bắp nhỉ? Không, không. Thảo nào lợi nhuận cao như thế. Lão Phàn, hôm nào rảnh anh dạy tôi giới. Để nghỉ hưu rồi tôi cũng mở một xưởng ép dầu. Bố mẹ chồng tôi sống và làm việc ở đây cả đời rồi. Cái huyện này có nhà nào hộ nào mà chưa ăn dầu của nhà tôi? Nồi của nhà ai chưa từng bỏ dầu nhà tôi? Tóm lại sổ sách rành rành ở đây hết rồi, phải không? Chúng tôi cũng không tham, nhiều hơn cũng không lấy. Chủ tịch bí thư cũng không thể ức hiếp người được, phải không nào? Được. Lý lẽ thì tôi nói hết rồi. Nhu cầu của hai người chúng tôi cũng nắm rõ rồi. Sổ sách này hai người cầm về xem xét lại được không? Sổ sách trong lòng hai người chắc chắn phải rõ hơn chúng tôi. Hôm nay cứ vậy đã nhé. Được. Hài lòng rồi chứ? Anh không nói gì à? Bên này có vẻ toàn là phụ nữ quản lý nhà cửa. Thế này đi, bảo bí thư Ngải tổ chức vài nữ cán bộ đến đây. Ý tưởng này hay đấy. Bí thư, có cần bảo bộ phận thuế kiểm tra lại tình hình đóng thuế của nhà họ không? Được, vậy để tôi hỏi thử. Dần dần. Chủ tịch, Trịnh Tam vừa gọi điện. Là một doanh nhân ở huyện mình. Khâu phái dở dật kế hoạch thương nghiệp của khu mình đều là anh ta phụ trách. Anh ấy có một vài công việc kết nối với chính phủ, muốn gặp thẳng báo cáo anh. Tôi biết anh ta. Thị trưởng Mã có nhắc tới rồi. Doanh nghiệp trụ cột của huyện mình là của anh ta phải không? Dân, tập đoàn năng lượng Đông Á Tinh đóng nhiều thuế lắm. Được đấy. Để sắp xếp dịp nào. Giờ anh ta đang ở đại diện mình, muốn xem thời gian của anh có tiện không. Đã sẵn sàng thế rồi, còn gì mà không tiện nữa. Vậy được, để tôi bảo anh ta. Vào đi. Chủ tịch, sếp Định tới rồi. Chào chủ tịch. Chào anh. Hân hạnh, hân hạnh. Tập đoàn Đông Á Tinh, Trịnh Quý Bình. Chào anh. Nào ngồi đi. Cảm ơn, cảm ơn. Tôi vừa đến đã nhận được món quà lớn, giúp đỡ kịp thời. Cảm ơn anh. Tôi làm gì có bản lĩnh đó, đều là thuận nước dông thuyền, hưởng ké thôi mà. Nói là đầu tư, nhưng thực chất là đầu tư người. Tập đoàn Thái Cương biết danh tiếng của chủ tịch Mai trước đó, canh nhau tới, đẩy cũng không đẩy nổi. Bà Mai, tôi vừa xem rồi, khung vàng không có vấn đề. Chừng nào thì cô dâu gả tới đây? Trước khi vào cửa, tôi đã gọi một cuộc cho sếp Dương. Thỏa thuận này mình có thể ký bất cứ lúc nào. Chỉ xem chủ tịch muốn làm vào cuối tháng này hay đầu tháng sau thôi. Phía đó ngay chúng ta. Anh khá thân với sếp Dương nhỉ? Tóm lại, nghiệp vụ qua lại cũng mười mấy 20 năm rồi. Không phải bạn cũng trở thành bạn. Tôi báo cáo danh một chút. 3 năm cấp 3 của sếp Dương là học ở huyện Cửu Nguyên đấy. Trung học số 1 Cửu Nguyên, bạn cùng trường với anh. Thế à? Anh ấy học khóa nào vậy? Anh ấy sinh năm 72, trên anh 2 khóa, năm 3 và năm nhất. Chắc anh không còn nhớ anh ta nữa rồi. Nhưng anh ấy thì ấn tượng sâu sắc với anh lắm. Sao anh ấy lại nhớ được tôi? Sáng nào anh cũng chạy bộ, bất kể gió mưa, nổi tiếng khắp toàn trường. Vậy cũng phải.
Giờ tôi vẫn còn chạy. Thế này đi, khi nào ký hợp đồng chính thức, tôi mời sếp Dương đến đây để tôi ôn lại kỷ niệm với anh ấy. Được, tôi tổ chức. Vừa hay tôi biết được một nhà hàng đầu bếp đến từ Củ Nguyên đấy. Được, lúc đó anh thu xếp nhé. Dân dân Chủ tịch, nếu mà tiện thì có thể kết bạn WeChat với anh không? Đi mua cho tôi đôi giày thể thao, giày chạy bộ size 42. À không, 43 đi. 42, 43, mỗi cỡ một đôi. Được. Trình bày về tiến độ phá dỡ đi. Chị nói thông tin quan trọng. Kiều Thắng Lợi, kế hoạch dự định hôm nay là 15 hộ ký tên, thực tế hoàn thành được 5 hộ. Dĩ nhiên hôm nay cũng là vì một vài lý do đặc biệt. May là mấy vấn đề này trước mắt cũng giải quyết được rồi. Ngoại trừ Lão Khu và Lão Phàng, cái người mở tiệm dầu ấy, ngoài hai người này, hiện giờ vẫn chưa chắc chắn được. Số còn lại thì ngày mai có thêm chút nữa, chắc cũng không có vấn đề gì lớn đâu. Tối qua chúng ta họp cũng nói là hôm nay giải quyết. Không chắc chắn. Vì sự không chắc chắn này, có phải tối mai chúng ta lại họp thảo luận tiếp không? Không phải. Nào, anh nói tiếp đi. Tôi nói nhé. Phía tôi đã hoàn thành được 6 hộ. Hơi thấp hơn dự định một chút. Tôi nhận ra bây giờ bất kể là huyện hay thôn trấn, có một vài nơi người có tiếng nói đã không còn là ủy ban thôn rồi, là người cao tuổi đức cao vọng trọng. Một số người cao tuổi cầm cái ghế ra trước cửa ngồi đòi chính phủ đến từng tấc đất. Không phải đùa nhau sao? Mấy lời phàn nàn thì không cần nói nữa đâu. Tại sao người dân lại không phối hợp? Suy cho cùng vẫn là chúng ta không đặt mình vào hoàn cảnh suy nghĩ của họ. Phải tìm nguyên nhân từ chính mình. Bí thư, tôi phát biểu vài lời. Được, bí thư ngài nói đi. Bí thư Thanh Sơn đã nêu ra một ý tưởng rất hay. Hôm nay chúng ta đã mời Liên đoàn Phụ nữ, Ủy ban Đoàn huyện và nữ đồng chí từ vài đơn vị khác đến đây dự buổi họp này. Vì bí thư phát hiện trong số các hộ phá bỏ này có không ít nhà là phụ nữ làm trụ cột, nên từ mai nữ cán bộ chúng tôi sẽ lên. Đằng nào cũng còn toàn khúc xương cứng, quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy khúc, nhưng đều phải gặm sạch. Chúng ta có thể tham khảo huyện Củ Nguyên bên cạnh, không thiên về phía nào, làm thẳng một mạch. 5% khúc xương cứng chúng ta sẽ dùng 95% sức lực để gặm. Thế thì phần còn lại dễ giải quyết rồi. Thực ra đôi khi vấn đề từ quần chúng cũng không phức tạp đến thế đâu. Có rất nhiều nhà không hề sợ thiệt, nhưng lại sợ hàng sớm được hời. Tâm lý là vậy đấy, nên họ phải câu giờ, phải chờ xem tình hình. Cứ kéo dài như thế, cuối cùng lại thành ra hộ không chịu di dời. Chủ tịch Mai, anh cũng nói đi. Hồi trước tôi có từng tham gia công tác di dời một lần. Hôm nay chia sẻ với mọi người một chút kinh nghiệm. Giờ chúng ta đã bước vào giai đoạn then chốt. Đối với các hộ di dời còn lại, phải tiến hành phân tích cụ thể kết cấu thành viên, tuổi tác, tính cách của thành viên trong gia đình, ở nhà ai làm chủ, có còn người thân bên ngoài không. Lý do thực sự không muốn di dời là gì? Yếu tố liên quan đến lợi ích của quần chúng, phải nghiêm túc lắng nghe ý kiến của họ. Dân chúng trong lòng cán bộ nặng bao nhiêu thì cán bộ trong lòng dân chúng sẽ nặng bấy nhiêu. Vừa rồi bí thư ngại nói rất có lý. Thực ra đa số mọi người đều đang quan sát, nên cứ làm rõ nhu cầu là dễ giải quyết ngay. Chủ tịch Mai điều kiến nghị rất hay. Vấn đề cụ thể phân tích cụ thể, từng lãnh đạo huyện chúng ta đều phải xuống tận nơi, đến từng nhà làm công tác tư tưởng. Tiến độ như bây giờ vẫn hơi chậm, phải nhanh. Đa số người vẫn ủng hộ di dời. Trước đây ở căn nhà lọt gió dột nước, bây giờ được đổi sang nhà mới, đại đa số vẫn sẵn lòng đi. Hét giá trên trời chỉ là cá nhân chiếm thiểu số.
Nhưng chúng ta làm việc không thể chậm được. Một bước chậm, bước bước chậm, kéo dài càng lâu thì mâu thuẫn sẽ càng lúc càng nhiều. Tôi nói nhỏ vài câu với mọi người ngồi ở đây nhé. Giai đoạn này, tài chính của huyện đang gặp vấn đề rất lớn. Lớn tới độ tối tôi nằm mơ cũng không ngừng nghĩ cách. Bây giờ thu nhập của chúng ta thứ hạng luôn tục sao? Giật gấu giá dai. Trong huyện, nhà máy dừng hoạt động vẫn chưa chỉnh đốn xong, chưa mở lại được. Nhưng người dân phải ăn cơm chứ. Mua nhà trong huyện còn phải trả nợ. Vấn đề thuế má, vấn đề số liệu, vấn đề bảo vệ môi trường đều chết người cả. Nói tóm gọn một câu, việc lớn di dời vô cùng cấp bách. Làm xong được vụ này là cả bàn cờ đều sống. Việc lớn việc nhỏ đều xúc tiến được thuận lợi. Có thể nói thế này, cải tạo thành công khu vực lều chính là chìa khóa. Rất nhiều vấn đề tài chính đều mở khóa được. Tôi nhấn mạnh thêm một điểm, tiếp tục phân chia trách nhiệm theo từng ô lưới, bốn nhóm, nhận nhiệm vụ từng nhà từng hộ, lập quân lệnh trạng. Tôi đi đầu, được không? Hôm nay cứ tạm vậy nhé. Vấn đề tài chính của huyện mình đang nghiêm trọng thế cơ à? Chắc chắn phải kẹt rồi. Được thưởng theo hiệu suất là tốt lắm rồi đấy. Rắc rối nhỏ dẫn đến rắc rối lớn, bây giờ thành rắc rối lâu năm rồi. Từ lúc vụ số liệu giả bị phanh phui là cả tỉnh dán mắt vào huyện Quang Minh mình. Tôi thấy bí thư Ngãi kia nói năng ghê thật đấy. Cô ta chiếm lý là không tha ai. Bắt được một vấn đề là có thể chửi chết người khác. Mèo quan trong đại diện đều né cô ta ra. Tôi ngày nào cũng thắp nhang cầu trời đừng phải làm liên lạc viên cho cô ta. Cậu biết không, văn phòng huyện ủy mình cả trước lẫn sau thay cho cô ta 6 liên lạc viên rồi đấy. Lâu nhất là làm được 2 tháng. Cứ hễ không hài lòng là bới móc. Nhưng biết sao được, đổi tiếp thôi. Tôi thấy chuyện hôm nay có vẻ quan trọng mà. Sao không có nhiều người tới họp lắm? Số người không quan trọng, quan trọng là nội dung, hiểu chưa? Không hiểu lắm. Lão Kiều, ngày nào cũng họp đến tận giờ này, tôi còn chưa ăn tối. Đi thôi, ra một ký ăn khuya đi. Tôi còn không về, là vợ tôi tái giá ngay trong đêm đấy. Hôm khác đi, sắp về tới rồi, về tới rồi. Nói đúng lắm, mình cũng về nhà.
Cuối tháng có xong được không? Thị trưởng Kiều, chị yên tâm, chắc chắn được. Thời hạn công trình tuy là gấp, nhưng vẫn phải chú ý an toàn. Phía sau mỗi công nhân đều là cả một gia đình đấy. Dân dân dân, thị trưởng Kiều yên tâm mà. Qua ký túc xá xem. Lần trước không để ý thật, quá hạn mất 3 ngày, thay mới hết rồi. Được. Đạt Ngoã, mang chi thịt bò cho mọi người đi. Thị trưởng Kiều còn chưa ăn cơm đâu, cất công đi dọn mang thịt bò cho mọi người đấy. Cảm ơn thị trưởng Kiều. Ăn nhiều vào nhé Tiểu Duyên, lần này cũng không tranh được. Chưa gặp cậu bao giờ nhỉ? Mới tới hả? Cậu thành niên chưa? Thị trưởng Kiều, chị đoán cậu ta bao nhiêu tuổi rồi? Đã tròn 18 chưa? Năm nay 20 rồi, nhiều nhất cũng chỉ 18 thôi chứ. 20 rồi. Cậu ấy nói dối đấy, cậu ấy mới 15 thôi. Chẳng có câu nào là thật. Rửa nữa là tróc da đấy. Thị trưởng Kiều, cho chị ăn này. Cảm ơn. Rất ít trà bơ. Tôi nghe bọn họ bảo cô phải đi à? Vâng. Tại sao vậy? Về nhà sao? Người nhà không cho tôi đi xa quá. Công trường sang tháng cũng phải chuyển đi rồi. Mẹ muốn tôi về nhà. Có phải muốn cho cô lấy chồng không? Sao vậy? Cô không muốn à? Công trường phải chuyển đi, tôi cũng phải đi rồi. Chị cũng sắp đi rồi. Tôi vẫn chưa đi nhanh thế đâu. Sau này tôi vào thành phố, cô vẫn có thể đến thăm tôi mà. Dù tôi có chuyển đi, cũng hoan nghênh cô đến nhà tôi chơi. Sau này mang cả con cô đi cùng. Sao còn khóc vậy? Tôi cũng không hiểu tại sao lại bật khóc nữa. Nào nào nào, lau nước mắt, lau nước mắt đi. Chị em tôi bị ngã gãy chân, lần nào chị đến cũng đều hỏi, còn lo hộ mấy khâu bảo hiểm y tế. Nhưng tôi chẳng biết làm gì hết. Tôi chỉ muốn nấu ăn cho chị thêm vài lần, muốn gặp chị nhiều chút. Từ hồi tôi mới đến đây, mới đến công trường, người đầu tiên tôi quen chính là cô. Cô xem tôi đến bao nhiêu lần thì uống trà bơ cô nấu bấy nhiêu lần, ăn trái cây cô rửa biết bao nhiêu lần, phải không nào? Nếu như cô muốn thì tôi coi cô là em gái cũng được, coi là bạn cũng được. Con đường này rồi sẽ có ngày sửa xong. Kiểu người như tôi cũng không thể ở lại một nơi mãi mãi được. Nhưng mà chúng ta giao hẹn trước, sau này dù tôi có ở đâu cũng không cần biết cô ở đâu. Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn. Alo, alo chủ tịch, xưởng ép dầu sập rồi, đập trúng người rồi, tôi đến ngay đây.
Người bị thương không nặng chứ? Không nghiêm trọng, đầy sức thôi. Bí thư Lữ cũng vừa tới rồi, tôi bảo anh ấy về nghỉ rồi. Đỡ bố con đi, nhẹ tay thôi, nhẹ tay thôi. Sao rồi, có cần đi viện không? Vẫn đang kiểm tra, chắc không nghiêm trọng lắm. Hiện trở bên trong. Chậm thôi, chậm thôi. Cho dây thép lên. Dặn dít mở rộng một cái, kéo một cái là đổ. May mà bị thương không nặng, nhưng mà tôi thấy cũng tốt, đỡ phải cho người đến phá dỡ. Cũng chỉ muốn mở rộng chút diện tích, đòi thêm ít tiền. Phải. Tôi xem nào, tôi xem bị thương ở đâu rồi. Anh xem chảy máu hết rồi. Lão Khu, Lão Khu à. Anh xem, Lão Khu à. Anh ấy, anh cứ không chịu nghe tôi. Giờ phiền phức chưa? Anh làm vậy có ích gì sao? Chúng ta phải nói lý lẽ với chính phủ. Căn nhà tự xây của anh vừa không giấy phép vừa không thủ tục, bất hợp pháp. Có nói gì thì nói vẫn là bất hợp pháp. Càng làm càng loạn, chúng ta có lý cũng thành đuối lý luôn rồi. Chủ tịch, tôi đến rồi, không sao chứ? Lãnh đạo mới tới phải không? Khuya thế này rồi còn gọi cậu đến, chứ không nhỏ nhỉ? Đây là chủ tịch Mai, mới đến huyện mình. Không đúng, không đúng. Theo như quy trình, đề cử chủ tịch chính phủ nhân dân huyện Quang Minh nên gọi là quyền chủ tịch. Xưng hô chính xác thì nên gọi là phó bí thư Mai. Bổ nhiệm miễn nhiệm cũng chưa qua quy trình pháp luật chính thức, không nên tuyên bố tùy tiện. Đúng thật, vẫn là đồng chí thâm niên tỉ mỉ hơn. Chủ tịch, mình qua đó xem thử chút đi. Tôi thấy đường dây điện phía đó có tiềm tàng rủi ro. Một thằng ép vào nhanh ta, hiểu thế nào là rủi ro tiềm tàng? Rõ ràng là một bộ phận quản lý khẩn cấp các anh kiểm tra không kỹ, gây ra rủi ro tiềm tàng. Đồng chí, chú có biết bộ phận quản lý khẩn cấp chính xác là quản lý gì không? Tài ăn nói của chủ tịch Mai giỏi hơn người tiền nhiệm cậu đó. Nhưng mà năng lực làm việc cho nhân dân của cậu thế nào thì tôi vẫn phải quan sát thêm. Đúng là phải học hỏi. Có cơ hội sẽ nhờ chú chỉ thêm. Bí thư Kiều, kiểm tra rồi. Thế nào? Đầy xước thôi, chỉ xưng chân thôi, còn lại không sao hết. Nghĩ về hôm là ổn. Ai bảo không sao chứ? Nhớ bị gãy xương thì sao? Anh có mang máy chụp x-quang đâu. Bí thư Kiều, hay là đưa anh ta đi chụp thử chút đi. Khi nào về mới đồ hỏi thăm nhé. Được, mai tôi sẽ làm ngay. Đi viện, phải đi chứ. Muốn chụp à? Muốn. Chụp thì đứng lên đi, tôi không đứng nổi mà. Đi thôi, tôi bị gãy chân rồi. Chậm thôi, gãy cả chân rồi. Áo áo, cầm áo theo. Đưa tôi, chị không cần đi đâu. Chậm thôi, chị bố con cẩn thận đấy. Phó bí thư Mai này, chỉ cần cậu không giống người tiền nhiệm Tưởng Tân Dân bị cách chức, thì sau này chúng ta còn nhiều cơ hội trao đổi. Gặp sau nhé. Gặp sau nhé. Đi thôi, đi thôi. Về nhà ngủ nào. Sao rồi Lão Khu? Lão Khu này là như vậy đấy. Đừng để trong lòng nhé, chủ tịch. Chậm thôi. Ra rồi à? Sao rồi? Nghiêm trọng phết. Có gì mà nghiêm trọng? Tự anh không ngủ đã đành, cả huyện ủy phải thức đêm chung với anh. Làm tôi cuốn, quên mang cả thuốc hạ huyết áp. Anh đừng cằn nhằn nữa. Hồi đi học suốt ngày bắt tôi đạp xe, chở anh đi học, tôi có nói gì không? Thôi, nói toàn chuyện không đâu. Gì chứ, hôm nay tôi phải đến trả ơn anh à. Mà vợ anh cũng thiệt tình, trầy xước thì có gì mà phải xem. Anh nói thì nhẹ nhàng lắm. Chậm thôi. Không giấu gì anh, sợ nhất là đêm khuya nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, tê cả da đầu. Chuông reo một cái là đảm bảo xảy ra chuyện lớn. Huyện Quang Minh mình không thể chịu thêm bất kỳ tin tức tiêu cực nào nữa. Di dời đâu cũng khó. Trước mắt xem ra vẫn khá suôn sẻ, đã là quý lắm rồi. Cũng không thể trách người dân được. Suốt ngày bắt họ phải có tầm nhìn xa, dựa vào đâu chứ? Đổi là tôi cũng phải nhìn vào thứ trước mắt trước. Di dời, khó tránh có hộ không chịu di dời. Quan trọng là chỉ dẫn.
Lão khu kia ranh ma ghê nhỉ. Người thỉnh nguyện thâm niên trong huyện, trong túi lúc nào cũng để cái máy ghi âm. Bốn đơn vị lớn của huyện, ông ấy đều thân. Lãnh đạo huyện các nhiệm kỳ cũng đều biết ông ấy. Tôi nghe kể mọi người đều gọi ông ấy là Ủy ban kiểm tra kỷ luật dân gian. Năm xưa nhà cũ bị sập, đổi cho mấy căn khác, không hài lòng, làm âm lên tới tận giờ. Chỉ riêng đi Bắc Kinh thỉnh nguyện đã tận mười mấy lần. Hai hôm trước, không hiểu ông ấy kiếm được từ đâu số điện thoại của bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh. Thật hay đùa vậy? Đều không dám hỏi. Tôi bèn nhờ một người quen, là một phó bí thư tỉnh ủy, nghe ngóng thử. Lại là số của bí thư đó thật. Kể ra cũng không có người nào tin. Y như đùa vậy. Vậy Kiều thắng lợi trao đổi với ông ta chắc chắn không suôn sẻ nhỉ? Suôn sẻ mới là bất bình thường đó. Tới rồi. Đang đi ăn thử quán ăn lâu đời của huyện Quang Minh. Hàng này còn lớn tuổi hơn cả hai chúng ta. Anh không dậy sáng nhé. Anh biết rồi, anh tự làm. Anh biết rồi. Không phải, ý anh là con trai ở với nhau, đùng đẩy nhau, da đụng tí là chuyện bình thường mà. Trường có nội quy của trường, chúng ta cũng phải. Chủ nhiệm đã xử lý xong rồi, em tôn trọng ý kiến của người ta đi chứ. Ừ, được rồi, anh có thể đi, không sao cả. Phải, anh đi nói chuyện với cô ấy. Anh chỉ nói đúng một chuyện. Hôm nay anh đi gặp người ta nói chuyện. Nói chuyện xong, sau này chủ nhiệm soi thằng bé, em có muốn không? Đến lúc đó. Alo. Alo. Cái gì cỏn con? Trước khi anh đến chắc chắn cũng đã tìm hiểu về tình hình phía này. Từ huyện vào sang đây, chắc chắn là phải chịu chút ấm ức. Anh ăn giấm không? Cảm ơn. Được rồi, được rồi. Được rồi, được rồi. Tuần trước, Cục Y tế đã làm một tổng kết, là một cuộc khảo sát. Bảo chỗ mình có khá nhiều bệnh nhân tim mạch, chủ yếu là do cơm canh quá mặn. Anh có phát hiện ra một quy luật không? Thường thì những nơi hay ăn mặn sẽ tương đối nghèo hơn. Mới quen nhau ăn uống thanh đạm thì cuộc sống dễ dàng hơn rất nhiều. Trước khi đến, từng nghe không ít phiên bản của Quang Minh phải không? Các văn phòng tỉnh, thành phố đều thích sang huyện Củ Nguyên. Chẳng ai thích đến chỗ chúng ta. Huyện Quang Minh nghèo, xếp hạng tục sao, còn suốt ngày mở miệng nhờ giúp đỡ. Cũng có tin đồn không đáng tin cậy, nói tài chính sắp không cầm cự được nữa. Giống như đạp trên con xe một bánh, tay còn ném 6-7 quả bóng nhỏ. Công nghiệp đã không mạnh sẵn rồi. Đợt trước còn bị tỉnh kiểm tra, dừng sản xuất, chỉnh đốn, tài chính thuế má. Tóm lại không quả bóng nào được rơi xuống đất. Việc di dời hoàn thành càng sớm thì kinh tế có thể chuyển biến càng sớm. Việc dậy cả dán cờ, bây giờ mới là di dời và sang bằng mộ. Cứ nhìn xem, rắc rối phía sau chắc chắn sẽ nối đuôi nhau đến. Toàn bộ khoản mục bao gồm thuế đất, thuế thu nhập 5 năm trở lại đây, chúng tôi kiểm tra hết rồi. Không bỏ sót gì đâu. Trong đây hết rồi phải không? Đúng. Được rồi. Mọi người đừng đi theo nữa, tôi tự vào. Có ai không?
Thực ra vì tôi hồi đầu cũng không muốn chuyển đi đâu. Cao tuổi rồi sợ mệt. Tôi vừa nói một cái, dì ấy đã phổi phát đi. Sau đó tôi nói, mình cứ đi xem thử đã. Lúc đến nhà tái định cư, dì ấy nhìn quanh rồi đi lên tầng nói, dì được chuyển đến, căn nhà tốt thế này ở thật à. Ở đây sạch sẽ quá, đông ấm hè mát, đỡ phải đốt lò sưởi luôn. Tôi chỉ mong bà ấy được ở dễ chịu hơn phần nào. Thím hai, muốn nhận tuyến giáp của thím thế nào rồi? Vì chuyện của thím mà tôi nói với bạn học tận mấy lần. Người ta là chuyên gia đấy. Chuyên gia bảo kiểm tra lại thì tôi kiểm tra lại. Lần trước là 1.5, lần này là 1.6, vẫn ổn. Tăng 0.1 cũng không sao. Bạn tôi nói, muốn nhận tuyến giáp này, kiểm tra ngẫu nhiên mười mấy người phụ nữ, phải 3-4 người có, bệnh hay gặp. Nhưng mà chuyện gì mình cũng nên giữ tâm bình thản, đừng cứ hễ chuyện gì là lại so đo, phải không nào? Tiểu Linh, cứ nóng lên một cái là lại cãi nhau với chồng, có phải không? Cô mắng chồng, chính cô cũng nóng trong người. Nghĩ thoáng ra là trời cao biển rộng. Hơn nữa, anh ấy cũng không dễ dàng gì. Ban ngày đi làm, tối về nhà, lại phải chạy ra tiệm bánh phụ việc cho cô nữa. Chẳng phải cô còn muốn có thêm một đứa nữa sao? Vậy, chủ nhiệm, thứ bảy nhé, ghé chỗ tôi. Liên đoàn phụ nữ đào tạo kỳ này, cô phụ trách dạy mọi người làm bánh mì nhé. Cô phải đi đấy. Cô mà không đi thì phải trả học phí cho tôi. Tôi đến. Chị Đại Ngưu nói bao nhiêu lần rồi, người ta muốn học cô, đúng không chị Đại Ngưu? Thứ bảy 7:30. Chị Ngưu, 7:30 nhé. Được thôi, đưa bột mì cho tôi. Được thôi, cảm ơn. Nào. Bà này, em để chị sắp được thả rồi, có phải không? Tôi chả quan tâm là lúc nào, cả đời không về càng tốt. Mọi người xem, sao không tuyên án chung thân luôn đi? Bạo hành đúng là đáng hận, nhưng mà theo tình tiết cũng chỉ có thể tạm giam 7 ngày. Giam 7 ngày cũng đủ để anh ta nhớ đời rồi. Chị về nói với em gái chị, nếu em rể chị còn đánh nữa thì bảo cô ấy qua thẳng tìm tôi. Vụ này tôi can thiệp bằng được. Đánh phụ nữ tôi đưa thẳng ra đồn. Được, tôi nhớ rồi. Mình cũng gần xong việc rồi. Vậy tôi nói vài lời nhé. Hôm nay gọi mọi người đến đây có hai việc. Thứ nhất là tranh thủ vì tôi chưa chuyển nhà, mình cùng nhau ăn bữa sủi cảo. Lần tới muốn ăn là phải sang nhà mới rồi. Thứ hai thì là việc di dời. Bây giờ đã 70% chuyển đi rồi, còn lại mấy hộ hét giá trên trời, còn mười mấy hộ nữa là hội chúng ta. Là thế nào nhỉ? Chuyện này là lợi ích lâu dài, lợi nước lợi dân, không liên quan tới việc nhắm vào người tốt, người xấu. Định nghĩa về con người thời này có vẻ hơi khác trước rồi. Nói một người là người tốt, cảm giác giống như người đó có dễ chịu thiệt thòi, có thể bị ức hiếp, ăn hại, lại trở thành một từ ngữ xấu. Bí thư Ngải, chị xem ông chồng nhà tôi chính là ăn hại. Chị xem, các chị đến một cái là chẳng dám nói câu nào, để người phụ nữ như tôi ra trước. Ăn hại và thành thật là hai khái niệm khác nhau. Tôi hy vọng mọi người đều là người tốt. Nhưng tiêu chuẩn gì người tốt thực ra rất đơn giản, là sự thật cầu thị thôi, phải không nào? Tóm lại chị nói gì tôi đều tin. Nhà chị phản ánh khoản đền bù nhận được là hơi thấp, rất không khớp với sự thật của các chị, phải không nào? Quyền hết sức coi trọng, mở cuộc họp điều phối xuyên đêm, nói phải giải quyết việc này bằng được. Không những phải giải quyết êm thấm, còn phải nhanh. Đó, chị xem, ngày nào tôi cũng nói chuyện với người của tổ công tác, khản cái giọng rồi, mà vẫn chưa đâu vào đâu cả. Chủ tịch bí thư đến một cái đúng là khác hẳn. Việc đặc biệt xử lý đặc biệt mà. Hôm nay chúng ta cố gắng đặt một dấu chấm nhé. Dần dần, không nói dông dài, vào thẳng vấn đề. Lợi nhuận các chị báo là mỗi năm 105 đến 130, nên yêu cầu đền bù đúng theo tiêu chuẩn này, đúng không? Vậy chúng ta tính một con số bình quân nhé. 1,2 triệu được không? Được. Nên bồi thường bao nhiêu? Thực ra mọi người đều rõ cả. Nếu mà muốn xem thêm, quan sát thêm cũng không sao. Nhưng tôi phải nhắc nhở, tuyệt đối đừng bỏ lỡ thời điểm tốt để dọn nhà, chọn loại nhà. Nhà tái định cư như bắp cải ấy, ai chọn chậm thì phải ăn lá già. Đừng để đến cuối cùng mấy người lại tìm tôi kêu hối hận. Tôi đã nói mấy lần rồi, việc di dời chính phủ đang rất đẩy mạnh, cũng rất quyết tâm, cũng cố hết sức bố trí ổn thỏa cho tất cả mọi người. Tôi cảm thấy đừng trì hoãn nữa,
chuyển đi. Thím Hai, trong đây thím là người lớn tuổi nhất, nói một lời đi. Mỹ Bình, cô ở đây, vậy tôi nói hết nhé. Thím nói đi. Theo tiêu chuẩn đền bù, nhà chúng tôi không thiệt, nhưng chúng tôi cảm thấy bất công. Nhà họ từ phía sau nhà, nhà rơm của họ cũng như nhà gạch của chúng tôi. Nhưng tại sao diện tích đền bù của nhà họ lại nhiều hơn chúng tôi? 10 mét vuông đó, đủ cho 3 người nhà chúng tôi ngủ rồi đấy. Thì thông báo đã viết rõ ràng mà. Chúng ta cũng phải quan tâm đến quần thể yếu thế. Hay là vậy nha, sủi cảo xong rồi mình mang một đĩa qua bên đó nha. 6 người chen chúc trong một căn nhà 20 mét vuông, còn có một người bà bị huyết khối tĩnh mạch não. Thím Hai, thím nói xem, nếu thím là chủ nhiệm văn phòng di dời, thím có cho không? Hết ý kiến rồi chứ gì. Chuẩn bị lục sủi cảo thôi. Đây là số liệu mới nhất của cục thuế hôm nay về thông tin đóng thuế của nhà chị trong 5 năm. Nói thật một câu nhé, rất nhiều con số đều không khớp. Dĩ nhiên tôi không tin chị cố tình trốn thuế, nhưng trốn thuế là phải nộp bù. Nếu nộp bù thì cứ dựa theo con số vừa nói, 1,2 triệu. Dĩ nhiên còn tiền phạt quá hạn nữa. Nộp bù thuế cũng có thời hạn, nếu mà đệ quá cũng khá rắc rối đấy. Chị đọc kỹ đi. Đọc kỹ vào, xem những chỗ nào không khớp với những gì tôi vừa nói không. Có gì cứ việc nói thẳng. Chuyện là Bí thư Ngải này, thật ra chuyện này tôi nói thật với chị, không phải là tôi muốn nói dối đâu. Lão Phàn nhà tôi cứ bắt tôi phải nói thế. Tôi là phụ nữ, phải nghe lệnh ấy thôi. Tôi hiểu. Chúng tôi không có từng ấy lợi nhuận đâu. Chắc chắn phải không phục rồi. Có thời gian anh cứ lật lại, có thể loại báo cáo trong trấn. Bình quân mỗi ngày đòi một tờ báo cáo công tác phòng cháy chữa cháy hàng năm, sửa đến mười mấy lần. Cuối cùng anh lại gì? Vì cái gì mà tiêu chuẩn định dạng không đúng mà đòi truy cứu trách nhiệm. Chủ nhiệm, anh cũng làm từ cơ sở lên. Anh nói xem mấy chuyện kiểu này ai có thể phục được. Giờ tôi không muốn nói về chuyện kỷ luật gì đó. Tôi chỉ muốn kêu an cho anh chị em trong trấn chút thôi. Bí thư Kiều, năm nay phải xây dựng trấn mẫu mực cấp tỉnh. Đến cuối cùng anh xem, cả đám người ngoài bị ốm bị sốt ra, không ai được ngủ một giấc trọn vẹn. Thật, cả trấn dốc toàn bộ sức lực làm thực sự rất tốt. 99% công việc làm đều không có gì để nói. Cuối cùng lại vì cái gì mà công tác trọng tâm của cả huyện hơi tụt hậu, mà thứ hạng khảo hạch của chúng tôi bị đẩy xuống thứ tư từ dưới lên cả huyện, thiếu một điểm nữa là thứ ba từ dưới lên. Ông anh không thể làm như thế được. Thực sự tôi nói anh nghe, tôi không thể làm thế được. Thế thì anh không thể gửi thông tin kỷ luật cho phó thị trưởng được. Anh có đưa thì đưa tôi, nếu không thì tôi không làm việc được. Anh cứ đưa tôi. Đưa tôi không sao, đằng nào tôi cũng quen rồi, thế nào cũng phải chịu đòn. Anh đừng đánh vào chỗ hiểm, anh không đánh chết, không đánh chết là được rồi. Được, chủ nhiệm lát nữa tôi gọi lại cho anh nhé. Sao em đến đây làm gì? Lại không mang chìa khóa. Anh nói em nghe, mỗi khi đi ra ngoài phải kiểm tra lại chìa khóa, điện thoại, rất khó. Cảm ơn. Em mang qua làm gì? Có phải tối anh không về đâu? Bệnh huyết áp cao của anh bây giờ mà không chữa cẩn thận thì sau này sẽ là huyết khối tĩnh mạch não. Được rồi, bản thân anh không sợ, nhưng đừng hại các con. Sau này phải hầu hạ anh. Anh biết rồi. Em mang thuốc mà không mang nước à? Lo quá, tôi mấy ngày không về nhà. Hiểu mà. Cảm ơn. Sao đã nghỉ rồi? Khiêng đi. Bí thư, khiêng xong hết rồi. Khiêng xong rồi à? Được. Vất vả rồi. Xong rồi thì hôm nay cứ vậy đã nhé. Tình hình phía anh thế nào? Mấy xe tải kia đều quá tải. Thì xử lý đi.
vân vân. Quá tải hả? Tôi xem nào. Tắt máy xuống xe. Chở gì đấy? Anh cũng quá tải à? Mở cho tôi xem nào. Đây là số liệu 5 năm trở lại đây. Tôi muốn xem thử toàn bộ số liệu kinh tế 10 năm trở lại, kể cả số gặp vấn đề. Đưa tôi hết đi. Được, không thành vấn đề. Chủ tịch, chủ nhiệm, có mấy người thỉnh nguyện.